chào đến quý anh chị nha. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần và lớp Ly Sài Gòn đang chạy trong một cái con hẻm mà quý anh chị ạ. Hôm nay thì sẵn tiện trên cái đường đi làm thì lớp Ly sẽ nhớ tới cái con hẻm này và khá là lâu rồi, cái thời mà lớp Ly còn đi học mới vào Sài Gòn á, còn đi học á, là có một thời gian ngày nào cũng đi cái con hẻm này hết. Thì hôm nay sực nhớ lại nó mới chạy vòng vòng đây luôn, rồi quay lại chia sẻ với lại quý anh chị coi cuộc sống ở trong con hẻm nó như thế nào. Và đây là một cái con hẻm thuộc khu vực quận Gò Vấp nha quý anh chị. Nó nằm gần ngay Thích Quảng Đức, khi xưa là Nguyễn Huệ, rồi đường Nguyễn Kiệm, khi xưa là Võ Duy Nguyên, nó dài ha. Đó. Thì đây là một trong những cái con hẻm mà rất là thân thuộc với lớp Ly ngày xưa. Tiện thể quay lại chia sẻ với lại quý anh chị để xem thử cái cuộc sống của người dân Sài Gòn trong những cái con hẻm nó như thế nào ha. Con hẻm này thì cũng khá là lớn. Đó. Thật ra lớp Ly kêu là hẻm bởi vì ngày xưa thì nó là con hẻm, nhưng mà bây giờ thì nó lên là đường số 7 rồi. Đó. Đây, một số hình ảnh. Đó. Ở Sài Gòn mình đó thì đặc biệt là hẻm, rất là nhiều hẻm. Hẻm là hóc, là ngõ, là ngách. Và cũng không quên chúc quý anh chị có một ngày đầu tuần thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Thì lớp Ly sẽ chạy thẳng thông dong một chút xíu, chậm chậm thôi để ghi lại cái hình ảnh cái con hẻm này cho quý anh chị. Và từ cái con hẻm này thì chúng ta sẽ đi ra được đường là Thích Quảng Đức, xưa kia là đường Nguyễn Huệ nha. Hình như là đường Nguyễn Huệ á, lớp Ly nhớ là như vậy, mà không biết là bây giờ thì có chính xác không. Bây giờ thì nó là Thích Quảng Đức rồi. Đây là những cái hình ảnh của một con hẻm ở Sài Gòn, đường xá thì nó cũng lợp chợm, từng lỗ như vậy đó. Rồi nhà cửa thì cái nhô ra, cái nhô vô, cái thụt vô. Ở đây chúng ta sẽ quẹo trái này để ra cái đường tàu lửa. Từ đường tàu lửa này chúng ta sẽ đi ra đường Thích Quảng Đức. Đây là một thời của lớp Ly quý anh chị, rất là đi học hay đi cái đường này, như đi bộ nữa, đi bộ cũng đi cái đường này luôn. Đó, dây điện đồ nhăn nhít ngay đây là cái đường tàu lửa này. Vào đúng mỗi buổi sáng, buổi trưa, buổi tối thì có khoảng vài ba chuyến tàu nó chạy ngang đây. Đó, và đường này là đường Thích Quảng Đức luôn ha. Đó, hẻm sát cái đường, sát bên đường ray xe lửa này. Phía trước chúng ta sẽ là Thích Quảng Đức luôn, và lớp Ly sẽ quẹo trái để chúng ta ra Chi Lăng xưa kia ha. Bây giờ nó là đường Phan Đăng Lưu. Rồi. Đó, đây là đường Thích Quảng Đức. Có những cái căn nhà nó sập sệ, nó nho nhỏ và nó cũ kỹ đó quý anh chị. Theo quẹo trái để ra Chi Lăng. Sài Gòn mình bây giờ tuy là rất là phát triển theo cái đà phát triển đô thị hóa đó của Sài Gòn mình, nhưng mà kèm với theo đó thì vẫn có những cái nét cổ xưa, những cái kỷ niệm một thời của Lớp Ly cũng như của quý anh chị đó. Và chính vì vậy mà Lớp Ly muốn ghi nhận lại những cái hình ảnh này đó, để
một phần chúng ta lưu giữ, một phần để cho quý anh chị có thể nhìn thấy được những cái kỷ niệm ký ức của mình tại Sài Gòn một thời ha. Sau này biết đâu những cái con đường như vậy nó sẽ giải tỏa ra rộng lớn hơn, rồi những cái ngôi nhà nó sẽ được cất mới lên thành những cái tòa nhà cao tầng, thì lúc đó thì những cái hình ảnh như vậy hầu như nó sẽ không còn nữa. Bây giờ ở Sài Gòn cũng khá là nắng, nó tầm khoảng 38 độ, 37, 38 độ thì giấc trưa trưa thì có khi 40 độ. Mặc dù mấy hôm nay cũng đã có một số cái cơn mưa, nhưng mà nó cũng không có mát mẻ là nhiều lắm, không có mát là bao. Rồi, như vậy là phía trước của quý anh chị á, đang là đường Chi Lăng nha. Xưa kia nó là đường xưa kia là đường Chi Lăng, hiện nay nó là đường Phan Đăng Lưu đó, và chúng ta sẽ quẹo trái Chi Lăng. Chúng ta quẹo trái Chi Lăng để theo cái hướng ra Hàng Xanh. Trong một buổi sáng đi làm đầu tuần thì Lovely muốn cập nhật những cái hình ảnh này để gửi đến quý anh chị số cái hình ảnh trong con hẻm, người dân trong hẻm nó lại có một cái sự khăng khít nhiều hơn là người dân sống ở khu vực mặt tiền nha. Thì Lovely từ khi vào đây Sài Gòn đây thì cũng sống trong hẻm là chính, mà thành ra cũng hiểu được vấn đề đó, họ thường quan tâm nhau nhiều hơn. Ở đây là đường Chi Lăng đó. Ở hướng này chúng ta sẽ đi ra chợ Bà Chiểu, ngã tư Hàng Xanh đó. Cái mé bên tay trái của lớp ly phía trước thì quý anh chị để ý sẽ thấy có một cái quan khu động tự đó, một cái ngôi chùa, giống như một cái ngôi chùa nhỏ đó, cái miếu nhỏ đó, rất là cổ rồi. Và đây chúng ta sẽ là cái ngã tư giữa đường Nguyễn Văn Đậu và đường này đường gì lão á, đường Cần Bá Cước ha. Cái đường này lớp ly ở đây cũng cả chục năm rồi, nhưng mà giờ mới nhớ thấy cái tên đường này. Ở bên tay trái nó là Nguyễn Văn Đậu, hình như xưa kia nó là Hồ Tùng Mậu quý anh chị, không biết là chính xác không. Tự nhiên Lovely hôm nay lại quên mất cái đường Nguyễn Văn Đậu đi. Nếu mà có gì sai thì quý anh chị góp ý cho Lovely thêm nha. Và chúng ta quẹo Hội Tùng Mậu đó, chúng ta sẽ đi ngã tư Sóng Gà khi xưa đó, và đi ra đường Nguyễn Văn Học. Rồi chúng ta sẽ đi thẳng chút xíu ở cái đường này. Thì đây là cái hình ảnh đoạn Chi Lăng, Chi Lăng cái đoạn ngay từ huyện Huệ Thích Quảng Đức đi lên tới huyện Văn Học thôi ha. Đó. Lớp đi cũng chia sẻ rất là nhiều video về chợ Bà Chiểu, rồi Lăng Ông rồi. Đó. Đây là công viên văn hóa Phú Nhuận nằm bên phía tay phải của lớp ly này quý anh chị. Đây là đường Nguyễn Công Hoan, không biết xưa kia nó là đường gì. Ngay bên trái đây là đang là công an của Bình Thạnh hay sao ấy. Đó, một số cái địa điểm như vậy gửi đến quý anh chị. Rồi phía trước chúng ta sẽ là đường Hoàng Hoa Thám bên mé tay trái này, chúng ta quẹo và sẽ đi tới ngã tư Sóng Gà đó. Như vậy là Lovely xin được dừng cái video của mình ở đây, gửi tới cho quý anh chị một chút xíu cái hình ảnh buổi sáng khi Lovely đi làm thôi.
ở phía dưới chợ Bà Triệu Lăng Ông kia thì Lovely đã quay video rồi, cho nên là thôi cũng để cho quý anh chị có thể xem những cái cảnh nó mới lạ hơn ha. Phía trước quý anh chị đang là bệnh viện Nhân dân Gia Định, ngày nay xưa kia nó là bệnh viện Viện Văn Học nha. Rồi và chúng ta có con đường Vạn Kiếp phía trước, quẹo phải thì chúng ta sẽ đi ra cầu Hoàng Hoa Thám và đi ra khu Miếu Nội, khu Như Lộc Thị Nghè. Đó là một số cái thông tin gửi đến cho quý anh chị đầu ngày, và chúc quý anh chị có một tuần thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và nhớ đăng ký cũng như ủng hộ cho Lovely có thêm nhiều động lực để làm tiếp tục những cái video sắp tới nha. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.